Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05 năm 2023 ngày 15 tháng 2 năm 2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56 năm 2011, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 100%. Đối tượng áp dụng là viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định này thì không áp dụng quy định tại điểm C khoản 2 và quy định đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng tại khoản 4 điều 3 Nghị định số 56/2011. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2011, Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.